Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để các bạn sẽ kiểm tra một cái card VGA nó có còn bảo hành hay không. Thì thường khi các bạn sử dụng PC á, các bạn chuyên về đồ họa hoặc là game á, thì khi bạn ráp máy mới hoặc là khi bạn ráp máy mà còn giá trị bảo hành á, thì lỡ cái máy hoặc là các bạn sử dụng thời gian cái máy của bạn lỡ mà nó có hư card VGA, các bạn đừng có vội bỏ cái card VGA này đi. Đó, các bạn sẽ check cũng như kiểm tra thông tin trên cái card của mình là nó có còn bảo hành hay không. Đó, nhiều bạn sẽ đem đi đến những cái cửa hàng hoặc là những trung tâm sửa chữa thì có thể là họ báo các bạn hư card là các bạn sẽ thay thế cái card khác. Nhưng mà đây là cái cách sẽ giúp các bạn có thể check và kiểm tra thông tin bảo hành của card của bạn nha. Đó, một số trường hợp là cái card của các bạn sẽ vẫn còn bảo hành chính hãng nha bạn. Thường cái card khi bạn mua là bên hãng Asus là họ sẽ bảo hành cho bạn 3 năm nha. Đó, thì trong 3 năm mà cái card của bạn có lỗi thì sẽ bảo hành nha. Đó, thì đây là cái cách sẽ giúp các bạn kiểm tra cũng như là các bạn có thể bảo hành được cái card Asus mà các bạn sẽ đỡ một phần nào đó, đỡ tốn chi phí. Đó, vì khi bạn mà cái card mà bạn hư mà các bạn thay cái VGA khác là cái chi phí nó cũng khá đắt chứ nó không có rẻ nha. Đó, thì cái cách này sẽ giúp các bạn có thể hy vọng là cái card của bạn vẫn còn bảo hành để bạn check thông tin kiểm tra và sẽ giảm thiểu chi phí của các bạn. Đó, thì nếu cái card của bạn còn bảo hành thì các bạn cứ mang đến trung tâm bảo hành của Asus để họ bảo hành. Thường thì họ bảo hành từ 5 đến 10 ngày thôi, trong từ 5 dữ lắm là khoảng 10 ngày thôi. Đó, thì các bạn nếu mà còn bảo hành thì các bạn bảo hành thì các bạn vẫn về xài bình thường thôi, không có mất mát gì cả. Đó, đó, các bạn cứ lấy card các bạn đi bảo hành, rồi các bạn không biết ráp thì các bạn có thể mang đến những cái cửa hàng hoặc những cái trung tâm sửa chữa về vi tính thì họ sẽ làm cho bạn, họ chỉ tính phí tiền công thôi. Còn mà khi các bạn thay cái card mới thì cái giá trị nó sẽ cao và nó sẽ mắc hơn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề cũng như mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ vào trang web của Asus để các bạn check thông tin cũng như kiểm tra bảo hành nha. Rồi, các bạn sẽ tiến hành kiểm tra nha. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào trang web của Asus để các bạn có thể kiểm tra thông tin cũng như là check series bảo hành cho cái card của bạn nha. Đó, thì các bạn sẽ vào trang chủ của Asus .com. Rồi link mình sẽ để phần mô tả video. Các bạn nào không biết thì các bạn có thể truy cập đường link của mình để các bạn có thể truy cập một cách nhanh nhất để các bạn sẽ kiểm tra cái thông tin nha. Đó, thì trang web sẽ yêu cầu bạn nhập số series của sản phẩm. Đó, thì số series bây giờ mình sẽ xem ở trên cái phần card nha. Các bạn thấy cái mã vạch nè, ở phía dưới mã vạch là cái số series của các bạn nha. Đó, còn cái chữ phía trên TOFG TX 1660. Đó, thì cái chữ phía trên đó là cái model của cái card của các bạn. Còn cái chữ phía dưới đó là số series. Đó, đây là cái số để các bạn sẽ nhập số series của sản phẩm vào để các bạn sẽ check thông tin bảo hành nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái số series của cái card của mình nha. Rồi, sau khi các bạn đã kiểm tra ở cái card của bạn xem là các bạn có nhập đúng hay chưa. Đó, rồi các bạn sẽ tích vào cái dòng tôi đồng ý cung cấp số series sản phẩm của mình Asus để kiểm tra thời hạn bảo hành của sản phẩm và tôi cũng đồng ý với chính sách bảo mật của Asus. Đó, các bạn sẽ tích vào đây rồi các bạn sẽ nhấn vào hoàn tất. Đó, ở đây nếu mà báo sai thì các bạn sẽ xem lại nha, xem là cái số series đó các bạn ghi có đúng không. Đó, thường cái số 0 với chữ O là có thể là nó là các bạn hay nhầm lẫn á nha. Đó, thì cái số series của mình là Z02 mà mình ghi là Z
O là mình ghi là chữ O các bạn. Đó, mình sẽ nhập lại số 02. Đó, F117GC. Rồi, sau đó mình sẽ tích lại và mình nhấn hoàn tất nè. Đó. Thì sau khi mình nhập đúng á, thì đây là tổng bộ thông tin của cái cạc của mình nha. Thì số series cạc của mình nè. Đó. Tình trạng bảo hành. Còn thời hạn bảo hành. Ngày hết hạn bảo hành là ngày 29 tháng 11 năm 2024 nha. Đó, thì cái cạc của mình vẫn còn bảo hành nha các bạn. Đó, thì cái video của mình chỉ chia sẻ bằng cách kiểm tra số series cũng như là cách check bảo hành của cạc Asus nha. Đó, thì cái video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì bạn nhớ like và nhấn nút chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay và hữu ích tiếp theo của mình nha. Một lần nữa cho phép mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.